văn hóa xã hội, cả nhà tớ đều thích. Ngày nào mẹ tớ cũng vào Radio cập nhật tin tức, phải nói là ngồi nghe cả ngày không hết chương trình hay. Wow, tuyệt quá, tớ là tớ thích nhất Chuyện đêm khuya của VOV đấy. Đâu chỉ mỗi đọc Chuyện đêm khuya, Radio có hết các chương trình siêu hay của VOV luôn đấy chứ. Chuyên mục Chuyện thâm kín, Cửa sổ tình yêu, Tư vấn sức khỏe. Chưa hết đâu, Radio còn là ứng dụng nghe audiobook bản quyền hàng đầu Việt Nam đấy. Trên này có cả kho chuyện ngôn tình, sách độc quyền cực hay luôn, với hàng nghìn đầu sách chuyện nổi tiếng các chủ đề self-help, kiến thức kinh doanh, chuyện ngôn tình, tha hồ cho cậu nghe. Ôi, cái gì quá còn gì, nhưng làm sao để đăng ký được Radio mà nó có mất phí không thế? Đăng ký Radio thì cực dễ luôn, chỉ cần xóa tin nhắn đăng ký là được, chỉ 3.000 đồng ngay là nghe được cả kho sách nói khổng lồ, còn không có quảng cáo nữa cơ. Nghe cả tháng thì chỉ có 5.000. Cậu có thể tải ứng dụng Radio trên App Store hoặc Google Play về điện thoại, hoặc dùng trên máy tính. Xem nhung nhai đó chứ bây giờ ra sao, em có còn đôi má đào như nào? Kể từ khi ban nhau em đã đổ đen, bên này đổ màu vu thì em đổ màu đỏ, còn bên này em đổ màu trắng cho em ạ. Đã trang trí cho em rồi. Bác là yêu màu đen này thì liên hệ với Trung Kiên em theo số điện thoại 0962906666 ạ. Vâng. Người đi ngoài phố chiều nắng rớt lên sân. Người đi ngoài phố nhớ chiều công viên ngày xưa đã biết cái đoạn đăng này nó hơi kém.